Rồi, chào mọi người nhá. Đây. Đây hôm nay là quay cho mọi người là con gà siêu đẻ Ai Cập nha em. Đây ạ. Siêu đẻ Ai Cập mái mọi người nhá. Đây. Để em quay kỹ cho mọi người xem này. Đây. Đổ hết rồi. Đấy, đây là gà siêu đẻ Ai Cập vằn nhá, hay gọi là siêu đẻ Ai Cập mà lo sao sao đấy. Đấy thì gà này đẻ là nó là không không ấp, cho nên là tỷ lệ đẻ trứng nó rất là nhiều. Đấy, con này thì mọi người nuôi khoảng là 5 tháng rưỡi, 5 tháng, 5 tháng rưỡi bắt đầu đẻ bói rồi. Đây, quay cho mọi người xem con cặp đấy. Đây, lông nó như này mọi người nhé. Đây, lông thì có thể con đa số lông như này. Đa số là lông màu vằn vằn hoa hoa, một số con nó biến dạng kiểu là lông nó bị tháo lông ấy, thì đây là có màu trắng trắng kia, đen đen trắng trắng kia. Đây. Đây ạ. Đây còn đây là bàn nặn đây mọi người này. Bàn nặn thì là khi mà ra thì cứ mang tất ra đây, thuộc khi mà nở ra thì tất cả đều mang ra đây. Đấy, xong là bắt đầu thợ mới nặn. Đây thợ nặn chị đi ra ngoài rồi. Đấy, khi nặn xong thì vứt ở đây. Còn nào con đực thì bỏ đi thôi, mà mặt lông còn nó còn mái thì mới mới bán để nuôi đẻ mọi người nhá. Để bà con mà mua kiểu là mua hàng ở những ông mà ông ấy đi dọc đường ấy bán rong ấy, bán 10.000 một đôi toàn gà đực thôi nhá, không có gà mái đâu. Đây này, đó, bán những loại như này này. Đấy, loại này là bán vứt đi, mặt lông bán theo theo cân. Nếu mà là gà đực, còn nó gà mái thì là mới lọc ra mới bán để nuôi đẻ thôi. Để con đực cái loại này thì nó có thịt nó cũng ngon, nhưng mà cơ bản là cân nó bé, nó hơn cân thôi, nhưng mà người ta không nuôi, nuôi tốn cám không nuôi, chỉ nhà nào nuôi là làm giống bố mẹ thì mới nuôi được, chứ còn không thì không nuôi, thông thường là không nuôi được đâu. Đấy. Đấy thì gà siêu đẻ này thì là tất cả hàng bán ra đều được chủng Marek nhá, bởi vì nó là gà đẻ mà Marek 100% đấy, không báo cũng cũng vẫn chủng Marek bình thường. Còn đâu các loại gà thịt khác thì là khách hàng mua số lượng nhiều hoặc là phải báo thì mới chủng Marek, không thì không chủng Marek. Còn nó riêng gà siêu đẻ này thì là chủng tất 100%, cứ bán con nào chủng con ý, vì nó là gà đẻ mà nuôi lâu dài mà phải chủng Marek trước. Đấy, đấy thì hôm nay phiên nở gà siêu đẻ đấy, hiện tại là chỗ này sáng có khách lấy nhiều rồi, chỗ này chỉ còn vài trăm thôi. À, con nào lấy thì alo liên hệ cho em nhé, 0961759699. Đấy, số lượng thì không hạn chế đâu. Bà con nào mà có lấy số lượng nhiều thì cứ alo báo trước cho em. Chờ báo trước một hôm, đấy thì là sẽ có hàng cho bà con. Đấy, rất nhiều bà con nhá. Đấy thì đa số là giống nào như cũng có hết cả. Đấy, ở như làng em này là cả làng làm nghề này thì mỗi nhà làm một vài mặt hàng thì hỗ trợ nhau thôi, cho nên là tất cả con giống đều có nhá. Nên em bảo tại các loại gà hiện có là ta lai, lai chọi, ta hoàng, lương phượng, lai đông tảo, mía lai, mía sơn tây, K8, K9, đấy di lai pháp, rồi gà siêu đẻ, rồi là gà siêu thịt mỹ trắng, đấy vịt thì có bầu đen, bầu trắng này, bầu biển này, bầu lai bơ, super vịt siêu đẻ, rồi vịt gri mau. Đấy, ngan thì có ngan trắng, ngan đen này, ngan trại. Và ngỗng thì có, hiện tại mùa này chỉ có ngỗng lai thôi nhá, ngỗng lai mới nở và ngỗng lai ốm nhỡ tái bằng nhau. Đấy thì nhận dự án và giao hàng từ 100 con bà con nhá. Ai có nhu cầu lấy hàng thì alo cho em ạ, 0961759699. Đấy, giao hàng toàn bộ miền Bắc đến miền Trung Tây Nguyên. Còn bà con nào ở miền Nam thì là phải bắt từ 1.000 con trở lên mới giao, và cộng thêm cước phí máy bay ấy. Đấy, thì là ít hơn thì là máy bay là không nhận, một kiện ít hơn thì là cũng mượn, nhưng mà là gì là đóng không đủ một kiện thì em lại không không có lãi. Nếu bà con có gì cứ alo cho em nhé, 0961759789 bà con nhé. Rồi, chào bà con nhé.